Xin chào anh em. Hôm nay em làm cái video hướng dẫn cho những anh em nào mới chơi cách cho chim bổi ăn nhé. Vì nhiều con nó về nó nhát lắm, nó sẽ không đứng găng, không ăn uống gì cả. Nếu như mình mà cứ vứt nó đứng ở cầu ấy, để nó đứng ở cầu thì chắc chắn là nó sẽ không ăn. Nếu mà có người thì không bao giờ nó ăn. Đấy. Thế như con này thì nó khá là nhanh, vừa mới về xong. Nhất quyết là không đứng. Thì anh em cũng đừng ép nó đứng làm gì cả. Anh em cầm nó vào nha. Em cầm vào kiểu cầm chân nó nha, túm vào đùi nó này. Cho nó nằm im nha. Anh em cắt thịt nhỏ ra từng miếng một trước đi. Đấy. Vì con chim nếu như con chim bổi vừa về, con nào mà nó và trừ khi người ta giữ, người ta nhốt được vài hôm rồi thì nó quen rồi thì nó còn đỡ, hoặc là số ít con thái độ nó tốt thì nó mới đứng găng thôi, còn hầu như là về nó sẽ hoảng. Nên mình cho mồi vào thì mình tiếp cận nó, con chim nó có thể bay, cánh nó đang thả thì nó bay nhiều, nó sẽ không ăn đâu anh em nhé. Đấy, anh em thấy không, con chim này cho đứng găng thì nhất quyết là nó không đứng và nó hoảng, nó chỉ treo cầu thôi. Đấy, nhưng mà bó nó lại làm giữ nó lại thì nó lại khác ngay. Đấy, anh em cắt thịt sẵn này, cắt thịt sẵn bé nhè thôi này, bắt đầu mình dơ vào đấy để nó ăn. Nhưng mà nếu mình để nó ở cầu mà mình tiếp cận nó để cho nó ăn là nó sẽ bị treo cầu thì nó sẽ không ăn, anh em nhớ nhá. Mà mình không nên cố làm gì cả, từ từ, con chim nào cũng thế thôi, nó phải có thời gian anh em ạ. Ít nhất thì nó đây, bây giờ nó đang đòi ăn, nó nhìn thấy mồi dưới đất nó đòi ăn cơ. Ít nhất nó phải có vài hôm, 2-3 hôm. Nếu như là mình cứ để nó đứng cầu tí nữa, em sẽ quay cầu, em chia sẻ chút kinh nghiệm của em. Đây là phần cá nhân em thôi nhá, còn anh em khác như nào thì em không biết nhá. Tí em sẽ hướng dẫn anh em luôn cái kiểu cầu mà để cho con chim bổi về mình để mà nó không hỏng lông, mà con chim nó treo cầu nó lại đứng được lên luôn. Chứ anh em đừng để sát đất, để sát đất con chim nó hết lông nó nhảy, con bổi nó nhảy nó quấn lắm. Đấy. Anh em nhớ là cắt thịt nhỏ ra, xong cầm lắm con chim lại luôn nhỉ, thì con chim nó không hoảng nữa, thì nó giơ mồi nó lên. Nếu như mà có những con ấy nó sẽ không ăn, không ăn thì anh em vạch mồm nó ra nhá. Mình lấy hai cái ngón tay, con này nó háo mồi quá nên mình sẽ không ấy, mình lại không mở mồm nữa. Đây anh em này, mình cầm miếng thịt ở trên tay ra, mình chỉ cần mở mồm ra nhét vào phát là nó sẽ chủ động nó luốt, hoặc mình ấn vào. Nhiều con nó không ăn cơ, con này nó nhát thì nó nhát, nhưng mà nó này nắm vào phát là nó ăn luôn. Đây. Ăn rất là ngon lành luôn này. Có rất nhiều con, nhiều anh em inbox hoặc là nhắn tin cho em hỏi qua là làm nào để sao con bổi của mình về mà nó không chịu ăn, thì bây giờ làm thế nào để cho nó ăn được ấy. Đấy. Cái quan trọng là lúc con chim về mới về ấy, nếu như nó không nào đứng cầu thì anh em cũng đừng tiếp cận nó nhiều quá. Mình cứ để cho nó đứng cầu quen đi đã, cho nó tinh tinh. Mình đội hóp vào, hoặc là ra đội hóp thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Đội hóp chỉ là cái đứng tạm thời cái lúc mà mình không muốn nó nhảy thôi, chứ còn đội hóp chỉ là con chim lúc mở hóp ra con chim nó hoảng thôi. Thế là để đến cuối video em sẽ hướng dẫn cho anh em cái kiểu cầu mà như em chơi em thấy rất là quả.
mình để trong nhà mình thôi. Còn khi nào con chim nó phải quen quen được vài hôm rồi mình mới cho ra ngoài được sau. Chứ còn nếu mà con chim vừa mới về mình bắt nó ra ngoài đường đứng luôn là nó sẽ treo cầu và nó mét. Nhất là cái dòng chim nhỏ này nó dễ suy lắm. Nó bay nhiều quá thì nó rất dễ bị suy, dễ chết. Anh em không để ý phát là chỉ bẫng đi 2 hôm 3 hôm cái là con chim nó kiệt sức quá là nó chết. Anh em thấy không? Nó lấy nó rất là nhát đấy. Khi bây giờ bỏ lên thì có khi nó lại đứng ngang được rồi đấy. Vì nó ăn được rồi thì nó đỡ hoảng hơn. Thử xem nhé. Này. Nó đấy, nó rất là nhát này. Bồi tinh luôn mà, nó mới về nên là nó sợ. Nó đang có lực, nó khỏe, nó sợ. Nhất quyết không đừng. Đấy. Mình không ép nó làm gì cả. Không cần phải đứng. Em hạn chế bắt nó đứng ngang đi nhá. Vì nó không đứng thì thôi. Mình để nó đứng cầu, tĩnh nó đứng cầu là được. Đấy. Nó lại ăn. Anh em thấy không? Thì em sẽ đoạn cuối video em sẽ quay cái kiểu cầu mà em để. Con chim bổi nào cũng vậy thôi. Lúc mới về thì nó rất là nhát, rất sợ. Nhưng mà mình để nó đứng cầu mà tĩnh, không có nhiều người qua lại quá thì nó đứng bình thường. Nó đứng như vậy, đứng được độ tầm 2 ngày. Kể cả là mình không cầm luôn nhá. Chứ mình không nói đến cầm đứng xuyên thì mình không nói đâu. Cầm đứng xuyên thì con chim nó sẽ khác, nhưng mà mình nói đây là con chim mình không cầm, không thời gian ấy. Mình sẽ để đấy và người đi lại trong nhà bình thường, qua lại. Nếu mà tiếp cận gần quá thì con chim nó có thể bay, nhưng mà xa xa thì nó đứng. Chỉ mất một hôm thôi là đến ngày hôm sau là con chim nó đã dạn hẳn rồi. Người qua lại là nó kệ, là nó không quan tâm nữa. Trừ khi đến gần thì nó bay thôi. Nhưng mà nó bay xong nó lại có thể lên được cầu luôn. Hoặc là nó hoảng quá, ví dụ như người lạ người ta tiếp cận nó sợ quá thì nó sẽ hoảng. Hoảng nhưng mà lúc nào mà nó thấy người ta đi, nó bị treo xong, lúc nào nó thấy người ta đi nó lại tự nhảy lên cầu. Mà mình cũng không lo gãy lông mà. Nhưng con chim bổi mới về thì anh em lên bọc cái lông đuôi lại. Con này mình, mà mình nuôi nhiều mình biết nên là mình không bọc. Còn như anh em mới chơi thì anh em nên bọc cái đuôi lại. Cái cánh thì không cần đâu, nhưng cái đuôi này, cái đuôi như con chim bổi bị treo cầu là hay bị gãy. Hay nó hay cắm đuôi vào cái lưới. Hoặc là nếu mà anh em mà để cầu đất thì nó hay bị quẩy ấy vào dây với cọ xuống đất ấy, hay bị gãy đầu lông đuôi á. Anh em thấy không? Rất là nhát nhưng lắm mà phát ăn thì như một con lợn luôn. Đây là con Betsa mình nhá. Nó vừa mới về xong. Con này khung to. Đây em làm cái video này chia sẻ ít kinh nghiệm thì anh em nào thấy xem mà thấy hay và thấy có ích thì chia sẻ cho anh em khác xem để đấy nhá. Em không phải là dạy gì đâu nhưng mà em chơi trước thì em cũng biết chút được về ít kinh nghiệm về cách cho chim bổi ăn và cách thuần chim bổi ấy. Thì có gì anh em nào cần hỏi, muốn hỏi gì thì cứ inbox hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại của em hoặc Facebook Lê Cường được. Em sẽ hướng dẫn cho anh em. Đấy, bây giờ xong rồi nó ăn rồi thì em sẽ lừa để cho nó đứng gần nó ăn cho anh em xem nhé. Này nó khá là nhát nhỉ? Nhát nhưng mà con nào thế thôi, nó cũng phải ăn thì nó mới sống được.
chứ không có con nào mà nhát mà không ăn cả. Không ăn thì chỉ có chết thôi. Mà đặc biệt là anh em muốn thuần, muốn tập được con chim và muốn thuần được con chim nhanh ấy, thì anh em phải ép cân nhá. Ép ở đây không phải là mình cho nó nhịn, mà ép ở đây là mình cho nó ăn nó điều độ hơn, nó có trọng lượng thôi. Cái đấy thì nó còn tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, thì anh em sẽ phải hỏi những người đi trước, người chơi trước ấy, biết thêm về chút kinh nghiệm. Mất 1-2 đầu đây anh em ạ. Thế còn xong cái là nó lại ngon ngay mà. Đấy, nên là anh em nào mới chơi thì nếu như con chim nó mới về mà nó có nhát quá thì đừng lên lản trí nhá. Nó nhát ở đây ấy, là do thứ nhất là mình nó mới về, con chim nó chưa quen với cả cái cuộc sống có con người ấy, bên cạnh ấy. Thì anh em đừng ép nó quá, đừng tiếp cận nhiều quá, mình cứ để thả lỏng cho nó, cho nó thoải mái, nó đứng đầu, đứng tĩnh. Chỉ 2-3 hôm thôi là bắt đầu con chim nó quen với cuộc sống có con người bên cạnh ấy, thì nó sẽ khác, nó sẽ không còn sợ mình nữa. Bắt đầu mình ép cân dần, ép cân, bắt đầu ép cân, xong bắt đầu mình tập vào chế độ tập qua tay. Thì con chim nó không sợ mình, mình đứng được căng, mình cầm nó. Thì một ngày anh em nhớ dành ra chút thời gian độ tầm 15, tầm nửa tiếng đến 1 tiếng thôi. Đấy là những anh em mà ít không có thời gian ấy, cố gắng cầm đấy được nửa tiếng một ngày để con chơi với con chim, để con chim nó có cái độ tin tưởng, nó không sợ mình. Còn chim thì con nào cũng như con nào thôi, con nào cũng tập được hết. Con nhanh chẳng qua là có con nhanh con chậm thôi. Con nào thái độ nó tốt thì mình tập nó nhanh, còn con nào mà nó về mà nó béo, nhất là nó béo quá, đúng không ạ, thì nó sẽ tập nó lâu hơn. Ở đây mình nói cái lâu ở đây là không lâu, không phải là không tập được, mà là ví dụ như một con thái độ tốt thì có thể, như mình thì mình có thể trong vòng 15 ngày mình có thể săn được. Thì cái con thái độ kém hơn là những con nhát ấy thì nó lâu hơn, thì có thể là mình trong vòng gấp đôi thời gian đi, cả 1 tháng mình săn được. Còn săn hay săn dở thì nó tùy thuộc con chim nữa, chứ không phải con nào cũng săn hay anh em nhé. Chim thì là đúng là một loại thật đấy, nó cũng như mình thôi. Người thì có người này người kia, người dốt người giỏi đi học đấy thôi. Nên là anh em chơi thì mình chơi nhiều thì mình sẽ đúc kết ra được nhiều cái kinh nghiệm để chọn ra một con chim hay. Còn con chim hay ở đây không có nghĩa 100% là con chim hay là nó sẽ săn hay nhá anh em nhá, vì nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là mình tập nó, mình tập con chim nó như thế nào. Còn con chim thì thái độ tốt thì chẳng nữa, nhưng mà mình mà tập sai bài ấy, mình không ấy, thì nó, mình không tập đúng bài và tập con chim nó sẽ làm con chim nó kém đi. Hoặc là mình nói đơn giản như là đi săn ấy, mà đi ở cái nơi mà nó nhiều mồi chẳng hạn, khi con chim vào chế độ săn rồi, cái nơi nhiều mồi, mình đi 10 hôm mình gặp được mồi đến 7-8 hôm thì chắc chắn là con chim nó sẽ đuổi và nó bắt được, nó ăn, mình cho nó ăn thì nó sẽ, con chim nó ngày nó càng hay lên. Nhưng mà những cái nơi mà nó ít mồi ấy, mình đi 10 hôm mà 8 hôm không gặp thì con chim nó sẽ kém đi. Đấy, con chim hay con chim dở thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Anh em để ý video thì nhớ xem nhớ anh nhá. Tại vì lúc đầu thì nó sợ, nhưng bây giờ nó
đứng ăn rồi đấy. Ăn một diều luôn. Anh em mà xem video thì nếu mà thấy hay thì có ý nghĩa thì bổ ích cho anh em ấy, có thể giúp cho anh em mới chơi thì đăng ký kênh, like, đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé, để em chúng em sẽ chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm, có cái gì kinh nghiệm gì mà ấy em sẽ chia sẻ thêm cho những anh em mới chơi. Bao nhiêu cũng ít, ăn hết. Lo quá. Đây. Mình nhà ấy. Đây. Chia sẻ luôn anh em ạ. Đây là kiểu cầu mà em đang dùng nhá, và cũng khá là nhiều anh em dùng, nhưng mà đấy là những anh em gọi là biết, có kinh nghiệm thôi. Còn hầu như các anh em mới chơi thì hầu như là làm cầu tự chế hoặc là để con chim đứng ở đất cả cầu ấy. Em quay luôn anh em xem. Thì cái cầu này này là mình làm một thanh ngang. Một thanh ngang và mình buộc lưới ở giữa nhé. Trăng lưới ở giữa. Đấy, thì con chim nó có hoảng quá này. Nó bay. Lúc mà kiểu có người nó hoảng quá thì nó bay. Nó bay nhưng mà nó có thể tự lên cầu. Nó bị treo xong nó lại có thể tự lên cầu và mình không lo nó gãy lông. Nên là con chim như này, kể cả mình có làm cái cầu nhà mình vứt ra giữa đường mình để thi chăng nữa thì mình cũng không sợ con chim bị gãy lông hay gì cả. Nếu như người ta tiếp cận nó mà nó sợ quá thì nó sẽ bị treo cầu. Nào nó treo chán này, lúc nào nó ấy là nó sẽ đứng lên, hoặc là mình sẽ làm mình nhấc nó lên. Lưới mình căng thẳng để cho con chim nó có đà bật, nó có thể tự lên được nhá. Còn là nhiều anh em, mình thấy anh em làm cái lưới cái cầu xong không có cái lưới này, cứ để cái cầu không, con chim nó bị treo, hoặc là anh em để dây dàng đất. Như vậy nó rất là dễ bị lỗi lông, gãy lông các thứ con chim. À, anh em xem cái cầu này. Thì ở cái phần đứng này con chim ấy thì mình nên bọc vào một ít vải, như mình thì mình bọc bao tải. Thì vải không có thì lúc ấy lấy bao tải bọc cho nhanh, cho nó êm chân, con chim nó đậu cho nó êm này. Đấy, anh em xem. Còn nếu mà anh em để cầu không ấy, như này, thứ nhất là nó trơn. Thứ hai là ví dụ như cái cầu này nó sần sùi chẳng hạn, là con chim nhiều con nó nhảy, nó dê cầu, nó nhảy ngang, nó mài, nó sẽ bị xước hết cái ngón chân đi. Đấy nha, con chim sành bị lỗi nha anh em nhé. Anh em xem. Đấy. Nó để nó sợ xong rồi nó lại bay lên, nó đứng nó tiếp luôn nhá. Không phải lo, không phải đỡ được kệ nó. Hầu như 10 con thì 9 con nếu mà để cái kiểu cầu này nó có thể tự lên. Cảm ơn anh em xem video nhé. Thì anh em nào xem video mà cảm thấy bổ ích thì chia sẻ video và đăng ký chia sẻ video cho những anh em mới chơi khác biết. Cảm ơn anh em.